Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong 24 giờ qua. Ngay sau đây mời các bạn đến với những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những lần các thương hiệu tạp chí u mê Blackpink hết mực. Không chỉ là nhóm nhạc nữ K-pop đình đám Blackpink còn là những idol thành công lấn sân sang lĩnh vực thời trang. Nhờ tài năng, nhan sắc và sức ảnh hưởng với công chúng, Blackpink luôn được các nhãn hàng nhiệt tình săn đón, các tạp chí đặc biệt quan tâm. Nhiều lần nhóm khiến dân tình hưỡng mộ khi được các thương hiệu tạp chí u mê cưng chiều hết mực. Vogue Giu để tiểu sử Jisoo Từ trước đến nay, Vogue Giu luôn dành nhiều tình cảm cho chị cả nhà Blackpink. Không ít lần tạp chí tại Hàn Quốc đã bày tỏ tình cảm của mình lên tiểu sử Instagram Vogue Giu of Korea. Fan khi nhìn thấy cũng phải quán quéo vì lời tỏ tình quá đỗi ngọt ngào như Làm sao để mặc đẹp như Jisoo? Vogue yêu Jisoo Và hiện tại thì trang Vogue Korea còn đang cài đặt dòng tiểu sử là tạm dịch, cột mốc lịch sử của Jisoo và Vogue. Năm lần bảy lượt đổi trạng thái tiểu sử, nhưng mà Vogue luôn luôn nghĩ đến Jisoo. Chẳng những vậy, trên các bìa tạp chí, Vogue còn chẳng ngần ngại thiết kế thêm các dòng chữ thể hiện lời yêu với nữ idol. Dior cưng Jisoo hết mực Không chỉ mời Jisoo làm đại sứ toàn cầu, Dior còn cực kỳ yêu quý và cưng chiều nàng thơ này. Rất nhiều lần dù không phải dịp đặc biệt, nhà mốt vẫn chuẩn bị quà tặng chu đáo và đắt đỏ cho Jisoo. Nhìn sơ qua những tấm ảnh Jisoo đăng tải trên Instagram cũng đủ cảm thấy sự tinh tế và chỉn chu của Dior. Khi mà gửi gắm qua từng món quà, từ quần áo, giày dép, phụ kiện, mỹ phẩm, chỉ cần Jisoo thích, Dior cũng đều tặng. Có lần nhà mốt gửi cho cô nàng những thỏi son được khắc tên riêng cực kỳ đặc biệt, gồm có Jisoo Red, Rabbit Kim, biệt danh fan dùng để gọi Jisoo, và Shoya, tên tài khoản Instagram chính thức của Jisoo. Nhân dịp sinh nhật chị cả Blackpink, giám đốc sáng tạo Dior Maria Grazia Chiuri đã gửi tặng chiếc váy đến từ bộ sưu tập Dior SS21. Đặc biệt, Jisoo cũng chính là celeb đầu tiên trên thế giới được gửi tặng thiết kế này. Trước đó cô nàng là celeb châu Á đầu tiên diện full look Dior Cruise năm 2021. Lần khác thì nhà thiết kế và giám đốc sáng tạo của Dior cũng tặng hoa kèm thư tay với nội dung ngọt ngào cho Jisoo. Cảm ơn em vì đã hết mình ủng hộ chúng tôi từ quê nhà. Tôi hy vọng em có thể tận hưởng show diễn lần này và tôi thật sự hy vọng chúng ta sẽ có thể gặp nhau vào tháng 1 tới. On my best, Maria Grazia Vào đầu tháng 3 vừa qua, Jisoo xuất hiện tại show diễn của Dior trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris năm 2022. Vây quanh cô nàng là dàn vệ sĩ mặc vest đen hùng hậu do Dior chuẩn bị. Nhà mốt cũng chuẩn bị hàng rào chắn để bảo vệ cô nàng đại sứ khỏi đám đông và liên tục cập nhật trạng thái trên Instagram để chào đón Jisoo. CEO Burberry quay story fan Lisa Nhắc đến độ cưng chiều của nhà mốt dành cho Blackpink, không thể bỏ qua sự ưu ái mà Burberry dành cho cô nàng đại sứ toàn cầu Lisa. Vào ngày 16 tháng 3, Lisa đã tham dự một sự kiện của nhà mốt và ghé thăm cửa hàng Plus Plastip của thương hiệu này ở Rome, nước Ý, Điều khiến fan ấm lòng là CEO của thương hiệu ông JC Babin cực kỳ nồng nhiệt đón tiếp Lisa. Chẳng những thế, ngài CEO còn quay phim fan của Lisa đang đứng đợi trước store. Rose là ngoại lệ của YSL. Nhờ tài năng và sức ảnh hưởng phủ sóng, Rose trở thành nàng đại sứ toàn cầu của thương hiệu danh giá Saint Laurent đến từ nước Pháp. Đặc biệt cô nàng được xem là ngoại lệ sau 60 năm thành lập của Dress Saint Laurent. Nhà mốt có một đại sứ thương hiệu tham dự Met Gala. Bên cạnh đó, sự cưng chiều còn thể hiện qua việc giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello luôn đồng hành sánh vai cùng bông hồng xứ Úc suốt đêm diễn. Chanel đẩy Jenny lên bìa liên tục. Vốn được biết đến là con cưng của Chanel, Jenny luôn nhận được sự ưu ái từ thương hiệu danh giá. Chanel sống diện vô số các thiết kế sang chảnh thời thượng của nhà mốt mỗi khi xuất hiện trước công chúng, đặc biệt Chanel không ngần ngại chi số tiền lớn đầu tư cho cô nàng lên đồ đắt đỏ đẩy lên trang bìa các tạp chí nổi tiếng như là Elle, Dazit hay là W Korea. Trong suốt chiến dịch quảng bá trang sức cao cấp Coco Cruz hay buổi khai trương flagship store, hình ảnh của Jennie đã xuất hiện rộng rãi và trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt, idol còn được Chanel ưu ái cho ngồi hàng ghế tại sự kiện lớn như tuần lễ thời trang Paris chính nhờ tài năng và nhan sắc xinh đẹp bốn cô gái blackpink luôn nhận được sự ưu ái chiều chuộng từ các tạp chí và nhãn hàng thế mới thấy mặc dù vắng bóng trên đường đua âm nhạc đã lâu nhưng độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của blackpink chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt các cô gái đều không làm gà cưng của yg thì cũng là con cưng của các nhà mốt xà xỉ các tạp chí thời trang danh giá Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp của Knew 24h. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.